Gặp ba kiểu người này, tốt nhất tránh xa, đừng quan hệ. Quý vị thân mến, bất kỳ một mối quan hệ nào mà buộc bạn phải luôn lấy lòng đối phương thì đó đều là mối quan hệ độc hại. Những người trong mối quan hệ kiểu đó luôn coi thường bạn, vì thế nên bạn không cần phải tiếp tục thỏa hiệp trước mặt họ. Nói chung, khi một người coi thường bạn thường sẽ có ba biểu hiện này. Ông bà ta có câu, ra đường chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chọn ai thì chọn, tuyệt đối đừng chọn loại người có những biểu hiện sau đây. 1. Bới móc vết thương của bạn. Trong thời gian quen biết, nếu một người luôn bới móc vết thương của bạn ra cho người khác xem, thì bạn nên cắt đứt ngay lập tức. Bởi vì ngay từ đầu, họ đã không có ý tôn trọng bạn rồi, thì không việc gì bạn phải cho họ thêm thời gian cả. Chuyện bạn càng không muốn người khác biết, thì họ lại càng muốn nói cho người khác biết. Bạn của tôi, Tĩnh Văn, từng gặp một người như vậy. Khi mới quen biết, Tĩnh Văn kể với đối phương về những tổn thương trong tình yêu của mình, xem cô ấy như chị em ruột mà tâm sự. Nhưng sau này, mỗi khi đi chơi chung là bạn cô lại kiếm cớ bới móc vết thương của Tĩnh Văn lên. Mặc dù Tĩnh Văn đã khéo léo nhắc nhở cô ấy nhiều lần, nhưng cô ấy lại không hề để tâm. Có một lần, cả hai đi chơi cùng với 10 người bạn khác. Lúc đầu mọi người nói chuyện rất vui vẻ, nhưng sau đó cô bạn của Tĩnh Văn lại bắt đầu khơi lại chuyện cũ, bới móc vết thương của cô, khiến cô vô cùng tức giận. Khi đó Tĩnh Văn nói với cô ấy trước mặt bạn bè của mình, tại sao cậu cứ nhắc đến chuyện này mãi vậy? Cậu rõ ràng biết mình rất ghét bị người khác nhắc đến chuyện này mà, vì sao cứ muốn bới móc ra thế? Nói xong, Tĩnh Văn vốn tưởng rằng đối phương sẽ biết sai mà sửa, không ngờ đối phương lại phản bác. Sao vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà. Mình nói ra cũng chỉ là để chị em chung nhóm, sau này còn biết mà tránh, không để bị tổn thương giống cậu thôi. Sau khi cô bạn nói xong, Tĩnh Văn lửa giận xung thiên, liền đứng dậy rời đi. Về đến nhà, cô không chút do dự, lập tức xóa hết thông tin liên lạc của đối phương. Những người thích vạch vết thương của bạn vốn chỉ muốn dùng bạn để mua vui cho họ mà thôi, cho nên đừng tiếc khi kết thúc một mối quan hệ như vậy, vì đó là một quyết định không thể khôn ngoan hơn. Khi giao tiếp với nhau, sự tôn trọng lẫn nhau là điều quan trọng nhất. Bạn tôn trọng tôi một thước, tôi tôn trọng bạn một trượng. Nếu đối phương không biết tôn trọng, thì dù tiếc nuối đến đâu cũng phải chấm dứt mối quan hệ này, nếu không bạn sẽ chỉ mãi sống trong đau khổ, bị chèn ép. 2. Xem thường những hy sinh của bạn. Bạn nên nhớ, sự cho đi của chúng ta là rất đắt giá. Chúng ta không nợ ai cả, họ không phải cha mẹ hay con cái của chúng ta, cho nên chúng ta không có nghĩa vụ phải hy sinh vô điều kiện cho họ. Nếu đối phương biết trân trọng sự hy sinh của bạn thì không sao, nhưng nếu họ không biết trân trọng thì tại sao bạn lại phải hao tâm tổn sức vì loại người này? Giữa người với người luôn có sự tương hỗ. Bạn cho cái này thì người kia cũng phải cho cái khác. Nếu trong quá trình tương tác, đối phương không nghĩ đến việc cho đi mà coi việc bạn cho họ là điều hiển nhiên, thì bạn không cần phải tiếp tục mối quan hệ này nữa. Có một câu nói rất hay, nếu một người đã coi thường chúng ta rồi thì dù chúng ta hy sinh bao nhiêu cũng không cảm hóa được họ. Họ đã coi thường sự hy sinh của bạn rồi thì bạn có làm gì cũng vô ích mà thôi. Tránh xa họ mới là cách tốt nhất dành cho bạn. 3. Không giữ lời hứa với bạn. Có rất nhiều người thích hứa. Đúng vậy, họ chỉ thích hứa thôi, chứ không thích thực hiện lời hứa đó. Nếu như bạn vẫn tin tưởng một ngày nào đó họ sẽ thực hiện, thì bạn sai rồi, đừng đợi nữa. Tại sao họ không giữ lời hứa với bạn? Nguyên nhân là do trong lòng họ vốn coi thường bạn. Đã coi thường thì đương nhiên sẽ coi lời hứa với bạn chỉ là trò đùa. Trong cuộc sống không thiếu những người hay nói những lời vĩ mô, nhưng thực tế thì chẳng làm gì được. Loại người này thường để lại cho người khác ấn tượng rất xấu. Thành công của một người không phải đo lường dựa trên của cải, mà là dựa trên anh ta có bao nhiêu chân thành. Trên đời này không ai là không thể tách rời khỏi ai. Đời người ngắn ngủi lắm, tại sao không chọn ở bên người làm bạn vui vẻ? Nếu trong hành trình cuộc đời này bạn gặp được những người bạn biết tôn trọng bạn thì nhất định phải trân trọng họ. Đó là mối quan hệ đáng để chúng ta cùng đi đến suốt cuộc đời. Quý vị thân mến, con người chúng ta sống trên đời giống như một vị khách qua đường, bận rộn đến rồi vội vã đi. Có thời điểm thăng trầm, có thời điểm ngược xuôi, có ân oán thị phi, cũng có thư giãn giản dị. Giống như hoa nở rồi tàn, mặt trời mọc rồi lặn,
những điều mà chúng ta không thể thay đổi được, hãy bình thản tiếp nhận chúng để nội tâm được thoải mái, cởi mở, trái tim trở nên trong sáng và hạnh phúc. Chúng ta hay nghe người khác nhận xét rằng người A, người B may mắn thật đấy. Nhưng vạn sự tốt đẹp đến từ may mắn, ông trời ban cho hay thực chất đó chính là nhân quả nghiệp báo của chính mình. Có được mọi điều tốt đẹp là do bản thân giữ lòng thiện lương, tâm tính bình thản nên quả ngọt mới đến. Chẳng phải tự dưng vô duyên vô cớ mà chúng ta may mắn nhận được cái gì hay xui xẻo mất đi cái gì. Tất cả đều xuất phát từ tâm tính sâu trong trái tim chứ không phải hành vi bên ngoài. Cho dù hành vi khéo léo đến mấy, miệng lưỡi đưa đẩy hợp lòng người, chỉ cần không giữ trái tim tốt lành, bạn sẽ đánh mất phúc phận trời ban. Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Chúng ta luôn dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường và con người xung quanh. Vì vậy, nếu có thể thường xuyên tiếp xúc và kết giao với những người có ba đặc tính sau đây, bạn sẽ dễ dàng làm chủ hạnh phúc và phước lành của chính mình. 1. Người có bản mệnh tốt. 5 phước lành mà người có bản mệnh tốt thường gặp chính là phú quý, trường thọ, an khang, đạo đức, an nghỉ. Thường xuyên kết giao và qua lại với người có bản mệnh tốt, chắc chắn bạn sẽ học tập được nhiều mặt đáng giá ở họ, vì muốn có được 5 phúc phận ấy, họ phải làm người tâm tính thiện lương và cư xử tốt đẹp. Chỉ tốt bề ngoài hay bên trong tốt đều là chưa đủ, mà phải có được cả hai điều kiện trên. Thế giới này vận hành theo quy luật hấp dẫn, bạn là người như thế nào sẽ hấp dẫn những người tương tự như vậy xung quanh. Nếu muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người bản mệnh tốt, nhất định bạn phải thay đổi và phát triển bản thân theo hướng an yên. 2. Người luôn sẵn sàng cho đi. Luôn sẵn sàng cho đi chính là cách nhanh nhất để trở nên giàu có. Đôi khi cho không có nghĩa là mất, mà nó còn đem lại sự phong phú hơn cho tâm hồn và đạo đức của con người. Nếu luôn giữ lòng tính toán so đo, cho đi mà luôn tìm cách để nhận lại, bạn phát được một đồng mà muốn được lợi một đồng, thì đó là tâm tính của sự nghèo khó. Càng cho càng khó, bạn vĩnh viễn không bao giờ đạt được phú quý đích thực. Muốn đạt được phú quý, phải có tâm hồn giàu có trước. Nếu giữ lòng nghèo nàn, sau này sẽ nhận về quả báo nghèo nàn. Nếu bạn sẵn sàng cho người khác những điều tốt đẹp, đối phương tự nhiên sẽ mở lòng và sẵn sàng cho bạn những điều tốt đẹp tương tự như vậy. Nếu bạn toan tính thiệt hơn, so đo ích lợi, đương nhiên đối phương cũng chỉ muốn lợi dụng, cướp đoạt ích lợi từ bạn mà thôi. 3. Người có lòng sám hối. Đa số thời điểm, chúng ta vừa bỏ mặc, vừa e sợ quy luật, nhân quả tuần hoàn. Có người không cẩn thận dẫm chết một con kiến, cũng vội vàng sám hối, lo sợ sát nghiệp. Nhưng khi nội tâm sinh ra hận thù và toan tính, họ lại dễ dàng bỏ qua mà không biết đấy cũng là một loại nghiệp. Nghiệp đến từ tâm niệm đôi khi còn đáng sợ hơn từ hành vi, vì tâm niệm có thể trực tiếp thay đổi bản tính con người. Phải sám hối từ lời nói và lòng thành mới thay đổi được bản chất bên trong. Theo cách hiểu thông thường, sám hối là xin lỗi hay hối hận, ăn năn. Điều quan trọng là phải ăn năn hối lỗi, nhưng cũng có người xin lỗi mà không ăn năn. Chỉ tốt bề ngoài hay bên trong tốt đều là chưa đủ, mà phải có được cả hai điều kiện trên. Ví dụ nghĩ rằng mình không có lỗi, nhưng vì không ai nhận lỗi nên mình nhận. Nói như vậy không phải là tự nhận lỗi thật, không phải là thật lòng xin lỗi, sám hối. Chỉ có người sám hối đúng pháp, ăn năn thật sự từ trong trái tim mới chân thành tìm cách thay đổi bản thân, ngăn cản mình tiếp tục làm điều ác. Có như vậy, tâm mới trở nên thanh tịnh và trong sáng hơn, ảnh hưởng cho thân tướng tốt đẹp hơn, khiến người khác có thiện cảm, lời nói hiền hòa và có sức cảm hóa lòng người. Tâm tính sáng trong như mặt trời thì làm gì cũng tốt, việc làm nào cũng bình tĩnh giải quyết được. Quãng đời còn lại, hãy ở bên cạnh những người đem lại bình yên cho bạn, chứ đừng chạy theo những mối quan hệ ràng buộc danh vọng mà đánh mất bản thân mình. Mong bạn có những mối nhân duyên thật tốt trong phần đời còn lại.